Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong chuỗi ngày mưa nhiều, còn với Bắc Bộ và Trung Bộ thì sang tới ngày mai lại tiếp tục nắng nóng trên diện rộng. Cụ thể thì nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ duy trì trong nốt ngày mai, nóng nhất sẽ ở Hà Nội và Hưng Yên với nhiệt độ cao nhất có thể chạm ngưỡng 38 độ. Còn các thành phố khác của Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho tới 37 độ. Các thành phố của Bắc và Trung Trung Bộ từ khu vực Thanh Hóa trở vào cho tới Quảng Ngãi, ngày mai cũng sẽ có nắng nóng nhưng mức độ thì sẽ không quá gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho tới 36 độ. Còn với Nam, Trung Bộ như là Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết, nhiệt độ thấp hơn 31 tới 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ thì nắng chỉ xuất hiện gián đoạn vào buổi sáng, trời mát. Nhiệt độ tại Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột sẽ quanh khoảng là 25 cho tới 30 độ. Còn với thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ hay là Cà Mau, nhiệt độ sẽ không quá ngưỡng là 32 độ. Về chiều và tối thì mưa rông sẽ xảy ra trên diện rộng ở cả hai khu vực này. Nhiều nơi có lượng mưa từ 20 cho tới 50mm, có nơi mưa to trên 80mm. Đề phòng theo đó là hiện tượng ngập úng, dông lốc và sấm sét cũng như là gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn dông. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, thưa quý vị. Tại huyện đảo Trường Sa sẽ có mưa dông, lốc xoáy, gió Tây Nam ở cấp 6 tới cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Lên tới huyện đảo Hoàng Sa, mưa vài nơi, gió sẽ ở cấp 5. Như thường lệ thì cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.